Chào các bác. Hôm nay thì em quay cái video là cái cây kiếm phan chi lá sần. Là nó lên hai mầm gốc, em bán cách đây là 7 ngày. Phan chi sần các bạn. Phan chi sần thì em bán cách đây 7 ngày thì là cái video này. Một tuần trước đây các bác. Một tuần trước là bán cái cây phan chi sần. Phan chi sần thì cây này là cây số 1. Các bạn, cây này cây số 1. Cây số 1 này là một cái củ già. Một cái củ già đây. Đấy, củ già này. Chính là củ già này bán cho một bác. Đến hôm nay thì là được một tuần. Thì là trên YouTube có ghi là một tuần trước ấy. Thì em có bán cái củ già này. Một cái củ già này thì là nó hết mắt ngoài. Em nghĩ là nó hết mắt ngoài. Em bán cái củ già này và sau một tuần thì em dâm cây cho khách xong hôm nay thì gửi. Gói thì gửi thì nó lên được hai cái mầm, hai mắt ngoài. Các bác, đây là một mắt này. Một mầm ở ngoài nách lá luôn á. Em nghĩ là cái củ này là nó phải đẻ trong nách lá cơ. Tại vì nó đã đẻ hai con hai bên rồi. Nhưng mà khi mà tách xong, tách ra đây thì vết tách nó ở dưới này các bác. Vết tách ở dưới, ngay dưới cái mầm luôn á. Đấy, khi mình tách khéo như này, mình tách mà nó không bị xước những cái mầm á, thì là nó còn mắt nào nó sẽ lên hết. Thì bên này còn một mầm này. Và bên này một mầm. Đấy là hai bên hai mầm đều ngoài nách lá hết. Đầu tiên em nghĩ là nó sẽ đẻ trong nách lá này. Hai cái lá này thì sẽ đẻ. Đẻ cái con trong nách lá. Tại vì trong nách lá thì mỗi một lá thì nó sẽ có một mắt ngủ. Nhưng cái này thì nó là củ già và đã đẻ hai con hai bên rồi. Thì em nghĩ là nó sẽ đẻ trong nách lá tại nó già rồi. Thì nó sẽ rất là dễ, những cái mắt ở ngoài thì rất là dễ bị xước. Xước bị hỏng khi mà mình tách đây này. Khi mình tách như này, những cái vết như này nó xước. Vết cắt như này nếu mình cắt không cẩn thận thì nó sẽ xước mất cái mắt này. Xước mất cái mắt này thì cái mắt này nó sẽ hỏng, nó chết. Cái mắt ở trên á. Nhưng hôm nay thì sau 7 ngày thì là hôm nay là em gói để gửi. Thì em nhổ lên thì thấy là nó ra được 4 cái đầu rễ rất là to. Và hai cái mầm gốc, hai mắt ngoài. Thì như em cũng có nói trên những cái video mà cái lượng mắt ngủ ở ngoài cái củ già ấy. Củ già thì nó rất là khó. Tại vì như cái củ này nó rất là già rồi. Em bán nó 1,5 triệu cái thân này thôi. Mà bây giờ nó ra hai mầm gốc. Thì nó là không khác gì được cái một củ bánh tẻ cả. Còn những cái củ mà nó đẻ hai mầm gốc mà đều mắt ở ngoài này thì nó thường chỉ là những củ bánh tẻ thôi. Còn những củ già này thì ít. Tại vì những củ già thường thì chúng ta tách, khi mà tách thì các bác sẽ dễ bị hỏng. Hỏng cái mắt ngoài này. Thì đây là một củ già lên hai mắt ngoài và nó đã đẻ hai con thì có nghĩa là 4 mắt. Nó sẽ có 4 mắt ở ngoài. Còn trong nó có bao nhiêu mắt thì nó cứ một nách lá là một mắt ngủ rồi. Thì mình không tính cái gì. Nhưng có nghĩa là những cái lá mà nó rất là bé ở ngoài đây các bác, cây này nó rất là nhỏ. Cây này rất là nhỏ thôi. Nhưng là cái là sau một tuần thì nó ra hai cái mầm rất là to, đẹp, sáng và lên được 4 cái rễ. Thì như em thấy thì những cái củ già này các bác khi mà mua, khi mà em mới tách thì các bác cũng mua, nhiều khi là em sẽ đánh giá sự dựa dựa trên tiêu chí là thân lá to nhỏ và nó đẹp hay không. Chứ em không đánh giá là còn mắt ngủ ngoài hay không. Thế nên các bác cũng không nên quan trọng quá cái việc là cứ phải còn mắt ngủ ngoài. Bởi vì còn mắt ngủ ngoài nhưng mà có thể là nó bị xước hay nó bị thế nào đấy rồi thì nó sẽ không lên được. Nhưng như cái củ già này thì là nó không có mắt ngủ ngoài. Nhưng mà hôm nay nó đẻ được sau một tuần thì nó đẻ ra hai cái mắt rất là to, hai cây, hai mầm hai bên rất là to và 4 cái rễ rất là lực sau đúng một tuần. Sau một tuần em tách thì em thấy là nó là một cái củ già thì các bác cũng không nên quá quan trọng về cái việc là nó có mắt gốc ngoài hay không. Thì các bác mua chọn những cái cây nào mà mình cảm thấy là ưng ý, hợp lý với túi tiền của mình sưu tầm các bác. Chứ còn tại vì em cũng có nhiều bác cứ hỏi em là còn mắt ngủ ngoài hay không thì em bảo là quan điểm của em là nó không quan trọng. Bởi vì như cái củ già này em thấy không còn mắt ngủ ngoài mà nó đẻ ra hai cái mầm ở ngoài luôn. Còn cái cây mà em nhìn thấy mắt ngủ ngoài nhiều khi nó lại không lên được mầm nào. Không lên được mầm nào bởi vì là khi mà tách nhiều khi nó bị xước các bác. Thế nên nó có nghĩa là do bị lỗi, lỗi khi tách. Nên là những cái củ già mình cứ chăm thì kiểu gì nó cũng sẽ đẻ. Nó sẽ đẻ ở trong nách lá hoặc là nó sẽ đẻ ngoài. Thì tùy từng mắt ngủ các bác nhá. Thì các bác tham khảo thêm. Một số đơn vị khác như bên em là em thấy là như vậy. Rất là khó để nhận định được có bao nhiêu mắt ngủ cả các bác. Một củ rất già lên hai mầm rất đẹp các bác.
Cảm ơn các bác nhé. Em chào tất cả các bác. Chúc các bác trồng cây thật tốt.